生活当中。Sẽ có một quả đá biên dành cho trường hợp Kim Đồng. Văn Lâm khéo léo đối mặt hai cầu thủ của trường Kim Đồng, làm gì thế này, đi không được. Một tình huống chơi rất độc, rất tốt. Đức Thái chuyển sang cho số 8 Trọng Tín chuyển trở lại cho Ngọc Quang, thế nhỉ? Không được. Chuyển bóng không tốt, đó là số 10 bên phía trường Quang Trung. Rất khéo léo đó là Văn Lâm. Và dứt điểm bằng 5 đá bóng chậm cho trường tiểu học Quang Trung. Bên phía trường Quang Trung số 3 đó là Thành Đạt đã vào sân. Thank you.
trưởng tiểu Kim Đồng. Pha đá bóng rất mạnh, cá biệt, rất bất ngờ và